Rồi hello, chào đại gia đình, chào cả nhà nha. Rồi chuẩn bị bước vô video cho Sơn Sàm xin phép quảng cáo 30 giây cả nha. Đó, mới lấy mới khu mực gì nè. Đó, chưa có ai mở hàng hết nha quý vị. Đó, nay em bán là gì? Em bán cho quý vị chúng ta mua làm quà tặng nha. Mua làm quà tặng nhân dịp Tết đến xuân về nha. Đó, nhìn con khu mực nè. Đó, nó to hơn cái mặt của Sơn Sàm luôn quý vị ha. Đó, đây là hàng mực Phú Quốc nha, mực ống Phú Quốc hàng loại 1 nha quý vị. Rồi 1 ký 10 con nha. 1 ký 10 con em bán 1.650.000 free ship toàn quốc nha quý vị. Đó, thì một con tính ra có 165.000 à, bây giờ ra ngoài lề đường á thì cũng đã 150-200.000, nhưng mà mực loại 2, loại 3 không à, em là mực loại 1 nha quý vị. Đó, cả nhà nha. Rồi inbox Zalo ủng hộ Sơn Sàm mở hàng nha, nay bán thêm nha quý vị. Ê, rồi cảm ơn. Lại là Sơn Sàm đây, lại là cái mặt móc của Sơn Sàm đây. Ô la la la, mấy hôm nay nhậu suốt không có ra video gặp gỡ bà con được, chết rồi. Mỗi lần nhậu về là vợ nó chửi, đó, vợ nó mắng. Đã ăn chơi tè le, đi về nhà vợ nói là phải nghe. Vợ dặn khi đi nhậu, nhớ mua ngay món ngon à về nha. Vợ dặn đi thăm bồ, nhớ đi lung chớ quay mà về đây. Mới hôm qua nhậu say, đi về nhà vợ nó chửi tè le. Vợ nó chửi sao nè, nó chửi sao nè, sao ông đi không dẫn tôi theo, sợ tôi phá mồi sao. Đi tầng hai ông cũng im re, người chớ đâu phải thú. Đi tầng ba ông cúp máy luôn, vì con mắm nào sao. Nên hôm nay tôi sẽ cho ông nằm ngủ ở ngoài hiên. Xong rồi con vợ nó khóc, nó nói sao bà con biết không? Lúc ông đi mình ông, tôi ở nhà đa tắm bằng xà bông. Nằm mà buồn hiu mong chồng, đứng chổng mông giống như mà trời trong. Rồi tự hôi dơi lòng, biết tối nay ổng có đi về không. Đã ăn chơi từ lưa, tối về nhà phải trả bài nghe chưa. Sao ông đi không dắt tôi theo, sợ tôi phá mồi sao. Đi tăng hai ông cũng im re, người chớ đâu phải thú. Đi tăng ba ông cúp máy luôn, vì còn mắm nào sao. Nên hôm nay tôi sẽ cho ông nằm ngủ ở mà ngoài hiên. Lúc ông đi mình ông, tôi ở nhà đa tắm bằng xà bông. Nằm mà buồn hiu mong chồng, đứng chống mông giống như mà trời trong. Rồi từ hôi dơi lòng, biết tối nay ổng có đi về không. Đã ăn chơi tựa lưa, tối về nhà phải trả bài nghe chứ. Rồi cảm ơn bà con đã chịu khó lắng nghe. À ha, à, đó là cái câu của người chồng nói với người vợ. Vợ chồng mà ăn nhậu cái gì nhưng mà gây lộn hay là cái gì đó đi chơi lỗi lầm gì là phải có là trả bài là nó xong hết. À, nhưng mà ví dụ biết sao cái vấn đề này là cái vấn đề của ông Đinh Lan á quý vị. Đó, nó cũng từng nói là tôi, nó cũng từng nói về người chồng của nó rất là nhiều quý vị đó. Nhưng mà ngày hôm nay nha, ngày hôm nay tôi có một cái clip đặc biệt, ngày hôm nay nói về vợ Đinh Lan của tôi nha quý vị. À, vợ của tôi đó nha. Đó, vợ tôi Đinh Lan, vợ tôi đó quý vị. Đó, mà vợ của tôi nhưng mà là vợ nhỏ của bánh mì nha. Đó, đó thì hiện tại thì chắc cũng đã ly dị rồi. Đó, ly dị rồi, nhưng mà mấy ngày hôm nay thì con Đinh Lan nó liên tục kể về câu chuyện người chồng ma. Đó, đây là chuyện tâm linh nha quý vị, không đùa được đâu, không đùa được đâu. Người ta nó có câu là gì, à, có thờ có kiên mà có chiên cho xin cái đùi đó. À, không phải lộn. Có thờ có kiên mà có cái gì, có thờ có thiên mà có kiên thì có lành, đúng rồi đó. Chuyện này chuyện tâm linh đó quý vị, đâu có đùa được nha. Đó, chuyện này là chuyện kinh dị nha quý vị. Đó, tôi sẽ kể cho quý vị nghe về người chồng ma của Đinh Lan, người chồng ma nha. Đó, kính thưa quý vị, đó, cái đợt dịch vừa rồi đó, bà con có biết là cái người chồng mà ở Canada, Vancouver gì của con Đinh Lan không? Đó, nó đã từng đi chụp hình cưới
rồi nó từng khoe nhẫn khoe đồ các kiểu ha. Đó, rồi bắt đầu là qua ngày hôm sau thì nó nói là không có, không có. Lan nó giỡn nhá, không có chồng Canada hay là Campuchia hay là Đông Timor gì cả. Không có đâu, xạo. Là nó lật mặt rồi quý vị. Lúc đó tôi đã từng lên một cái video clip, tôi đã khuyên bảo mọi người rất là nhiều thôi ha. Bây giờ thấy con Lan nó cũng tội. Bây giờ nó cũng có chồng sắp cưới rồi. Thôi bây giờ mình cũng đừng có công kích nó nữa ha. Để cho có một tấm chồng à, nó cũng đã muốn dừng lại rồi ha. Lúc đó thì con Lan nó nói là mọi người dừng lại đi ha. Đừng có nhắc về nó, để cho nó yên, để nó có chồng có con này nọ các kiểu. Thì tôi cũng làm, tôi khuyên. 3 ngày sau nó lật như bánh tráng quý vị, nó lật như bánh tráng, nó lật lại là nó không có chồng gì đó, nó nói cho vui. Đó, bà con thấy cái mặt tráo trở con này không? Đó, xong ngày hôm qua nó lại lên một clip gì, nó lại tiếp tục nói về người chồng ma của nó. Người chồng ma của nó nha quý vị, ngày hôm qua nó nói là tại sao giờ này nó vẫn chưa có chồng, thì nó nói rằng nó phát hiện ra là gì? Người chồng Canada của nó là người của bà Nguyễn Phương Hằng. À, nó nói là bà này là cái gì, nó nói gì à, người này, cái người chồng của nó là ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng cho nên nó bỏ à, nó không ấy nữa. Và đặc biệt trong cái video của nó nói là tất cả những người nào mà ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng đó là đều là người xấu à, cho nên nó sẽ không bao giờ nó lấy người chồng này à, bà con nói không? Bây giờ nó nói trên video clip vậy thôi ha, nhưng mà khán giả bây giờ ai cũng hiểu quý vị, ai cũng thông minh hết đúng không à, nó nhóm cái đích là biết nó nhảy điệu gì rồi ha, nó thở ra là biết, là đã biết là hôm qua nó ăn cái gì rồi đúng không quý vị à, mình nhảy tango hay mình nhảy cha cha hay mình nhảy rumba gì là nhóm cái đích là tao biết rồi đúng không. Bây giờ con này nó nói cỡ 10 con voi ấy, nấu không được nồi canh đâu quý vị. Nó nói trên trời dưới đất mà không có tin được nhiêu hết á. Bà con nghe bà con tin nổi không? Nó nói là bây giờ nó không có chồng là tại vì nó phát hiện là chồng của nó là người của bà Nguyễn Phương Hằng, ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Ai ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng là gì? Là người xấu, cho nên nó không lấy, nó bỏ. Nghe thì nghe vậy, nghe là để chi? Nghe để có cái bàn luận cho nó vui, chứ không ai tin đâu. Lan ơi Lan à, ai đâu mà tin lời em nói đúng không? Đó, rồi ngày hôm qua nó có lên một cái diễn đàn gọi là nó live stream với thằng Nam Quần với thằng Tiến Duẩn đó quý vị. Đó, hai bóng chế độ cũ này nha. Đó, hai bóng chế độ cũ. Bóng muộn á. Đó, thì nó lên nó ngồi nó chửi lộn âm sầm trên đó, rồi nó ngồi nó nói nó quả quyết rằng các kiểu. Đó, nó nói là bà Phương Hằng sẽ bị bắt vào ngày 29 tháng 12 tới, đó là phiên tòa của Mai Xuân Cường. Đó, bà Hằng sẽ bị bắt tại đây. Nó lên nó nói giống như là mọi người là con nít. À, nó làm như khán giả là người con nít, người ta không biết gì nó nói mà thậm chí nó nói ra thì người ta mới thấy nó mới là con nít đó không quý vị. Bắt cái gì bắt, trong khi giấy mời, giấy triệu tập của bà Nguyễn Phương Hằng đó là gì? Người bị hại đó, người ta tòa án người ta mời tới để tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm của Mai Xuân Cường đó, với tư cách là người bị hại, còn Đinh Lan với tư cách là người liên quan đó, người liên quan. Trong phiên tòa này nếu mà có đủ chứng cứ phạm tội và có chứng cứ gọi là gì, đó là người cầm đầu á, đó người cầm đầu, người xúi dục, thì con Đinh Lan cũng sẽ bị luận tội luôn nha quý vị. Có nghĩa là gì? Nó là người xúi dục thằng này, gọi là người chủ mưu đó quý vị. Đó, mà nó dám nói là bà Phương Hằng sẽ bị bắt tại tòa án ngày đó là bà bị bắt. Mình nói giống như là người ta không hiểu về luật pháp. Bà Hằng với ông Dũng bà ở trong Đại Nam đó, bà ở hàng ngày đó, nếu công an người ta muốn bắt thì người ta bắt giờ nào người ta chả bắt đúng không? Nếu người ta muốn bắt thì người ta vào, người ta đọc lệnh người ta bắt, mắc mớ gì người ta phải mời lên tòa án rồi vô tòa án là bắt. Cái chỗ tòa án là tòa án mà cái chỗ công an là công an, nói như một đứa con nít vậy mà cũng lên nói liên thuyên các kiểu đúng không? Không lẽ bây giờ người ta mời bà Hằng lên nó làm bị hại, lên xử tòa, cái người ta công an người ta ập vô người ta bắt bà Hằng. Trời ơi, mày nói gì? Nói với đứa con nít đúng không? Đó, còn ví dụ khi mà có lệnh bắt thì người ta tới nhà người ta bắt, đó bà Hằng ông Dũng đỡ ngờ ngờ để có trốn đi đâu. Trời ơi, mình nói như là một cái người không có hiểu một cái chút xíu gì á mà cầm đèn mà chạy trước ô tô, chán cuộc đời ghê á. Đó, mà trong cái clip này bà con thấy được cái sự run sợ của con Đinh Lan nha. À, thấy được một cái sự run sợ. Hiện tại thì bà con biết rồi, nó biết nó đang đối mặt với cái gì, cho nên nó cố vùng vẫy, nó đang cố tìm một cái gì đó để tỏ ra là mình ổn đúng không? Đó, bà con thấy cái động thái của trên kênh YouTube của nó là bà con biết rồi.
động thái mà lâu nhất đó là nó đã xóa cái kênh mà kênh Đinh Lan. Kênh Đinh Lan là cái kênh mà 30 mấy ngàn người đăng ký mà có rất là nhiều video chửi bới, vu khống, thậm chí là xúc phạm, nhục mạ nhân phẩm của ông Dũng và bà Hằng, thì nó xóa mất cái kênh đó rồi. Đó, và cái kênh này hiện tại thì bây giờ bà con thấy không? Đó, nó lên nó không nói gì về đất đai, về ông Dũng nữa, thì nó đã biết sợ rồi. Và nó chỉ nói về vấn đề là gì? À, nói về vấn đề là chồng con của nó, và ngày hôm qua nó làm một clip mà tôi mắc cười. Đó, nó bào chế cái, nó nói là nó đang bào chế cái thuốc trị ung thư tử cung. À, hiện tại là có khán giả bên Mỹ nha. Đó, gọi là nó đang nấu thuốc để mà gửi cho khách nước ngoài, nó trị được cái bệnh ung thư tử cung nha quý vị. Trời đất ơi, tôi lạy hồn thương đau, tôi lạy hồn thương đau, trị luôn. Nó nói là hiện tại thuốc tây mà bó tay, nhưng mà riêng qua nó là đông y là nó chữa được. Thì kính thưa quý vị, Đinh Lan thì nó bán rượu, là nó bán đông trùng hạ thảo, thì bà con biết rồi á, nguồn gốc xuất xứ thì cũng biết rồi ha. Rượu rượu của người ta, lấy nợ lấy giật, không có trả tiền đó. Xong rồi đông trùng hạ thảo thì các kiểu thì bà con cũng hiểu rồi đó, đặc biệt là rượu được nha. Đó, rượu được là hiện tại là một cái thương hiệu nổi tiếng của Đinh Lan, là rượu được nha. Đó, rượu được là thương hiệu rồi, và bây giờ nó chuyển qua nó bào chế điều trị ung thư nữa chứ. Ung thư, nếu mà ung thư mà có thuốc trị thì người ta đã trị khỏi bao nhiêu lâu rồi ha, bao nhiêu người đã ung thư là bản án tử hình. Mày đừng có xạo ai vậy Đinh Lan, đúng không? Ví dụ như có những cái thuốc gì là người ta hạn chế thôi, hạn chế di căn nè, rồi nó bẻ gãy tế bào ung thư nè, hoặc là nó cắt đứt chất dinh dưỡng này, nó không cho nuôi cái tế bào ung thư để là gì, nó cầm cự thôi, nó cầm cự. Nếu mà ai lạc quan thì sống được vài năm, 10 năm, vài năm, đúng không? Chứ ung thư làm gì có thuốc chữa, thì khùng à. Đó, hoặc là nếu mà phát hiện sớm thì người ta xạ trị đồ này nọ thì có thể là nó kéo dài, có vật sống. Mình lên mình nấu ung thư đó, qua cái động thái như thế thì bà con đã biết là nó đã dần dần nó tách khỏi cái drama này rồi ha. Nó dần 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 nó rút lui, gọi là gì, nó ném đá mà nó giấu tay, bây giờ nó muốn rút, nó muốn rút khỏi cái drama này. Nhưng mà kính thưa quý vị, ngay cái bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng á, thì cái vấn đề vi bằng hay là vấn đề mà lập những cái mà gọi là hồ sơ hay là chứng cứ về nó á, thì người ta đã làm hồ dịch rồi, làm lâu rồi, làm cái lúc mà nó còn chưa xóa kênh kìa. Bây giờ mày có xóa 10 cái kênh thì nó cũng vậy à. Đó, sắp tới đây rồi những cái nhân vật như là Malaya Vui Vẻ, rồi Hằng Ni, rồi Thanh Trần, rồi ngay cả luật sư Trần Văn Sĩ, rồi Quỳnh Như, tất cả mọi thứ đó, bà Hằng mới lập vi bằng hết đó. Nó, bà con thấy hôm qua con Quỳnh Như nó lên một cái clip không đó, nó lập một cái vi bằng là nó mất 5 triệu. Nó lập một cái vi bằng là mất 5 triệu nha, mà 5 triệu chỉ là một cái video clip thôi đó. Ví dụ như cái bà đó, con Đinh Lan nó xúc phạm một clip thì bà Hằng phải lập vi bằng một clip á, một clip là 5 triệu rồi, một cục vậy nè. Mà nếu mà 10 clip là 50 triệu, thấy không, 10 clip là 50 triệu rồi, chỉ có một video thôi á, là một cái khúc đó thôi, cái khúc đó xúc phạm tôi là tôi lập vi bằng cái xúc khúc đó, trong cái đoạn từ phút thứ mấy tới phút thứ mấy, đúng không, đó là 5 triệu đó. Mà một người mấy chục triệu như thế, bà Hằng á, bà nói tiền mới lập vi bằng mà lên cái tiền tỷ mà quý vị. Bà lập vi bằng hết trơn rồi đó, rất là nhiều nhân vật bà đều lập vi bằng hết, cái tiền lập vi bằng của bà là tiền tỷ nha quý vị đó, chứ không phải đơn giản. Cho nên con Đinh Lan này cứ yên tâm ngồi đó, cứ yên tâm, nàng hãy nằm im trên giường, thay đồ xong là anh lên liền. đừng có lo nha, đừng có lo. Thì bây giờ kính thưa quý vị, trong cái thời gian vừa qua cũng có rất là nhiều người bức xúc, nói tại sao đó, cái con đó, cái thằng đó, cái ông đó, thậm chí như là Happy Media, Bảy Gà, Phan Phong được các kiểu nha, đó, nó chửi bới, nó vu khống này nọ, mà tại sao nó không bị cái gì cả. Không bị cái gì cả thì kính thưa quý vị, không có cái gì là gọi là không bị cả. Nhưng mà vừa rồi là cái đợt vừa qua là dịch bệnh nó hoành hành rất là kinh khủng, cho nên cơ quan nhà nước người ta chưa có làm đó, để ổn định cái tình hình dịch giả. Và bây giờ khi mà nó ổn định rồi thì bắt đầu người ta sẽ bóc, người ta làm cái lớn trước nha, người ta làm những cái gì mà nó cần thiết trước, rồi mấy cái râu ria này nè, đó là tất cả hồ sơ họ đã thủ lý thì họ phải làm đó, từ từ, từng em, chứ không có chạy đi đâu được. Làm cái vụ này nó lớn lắm quý vị, nó lớn lắm, cho nên không có thể nào làm vội được. Người ta cất một mẻ lưới là đi một ổ luôn nha, đó, vụ này nó lớn kinh khủng lắm quý vị đó. Cho nên tất cả quý vị đừng có chờ, đừng có nóng lòng đó, mà phải chờ đợi ha. Rồi đó, kính thưa quý vị, rồi bây giờ là cuối chương trình thì có một cái video clip rất hay, xin mời quý vị xem qua. Ố la la la. Rồi, cuối chương trình là chương trình Vì Cuộc Sống Ấm No. Vâng, kính thưa quý vị, xin giới thiệu, ở trong cái Zalo này có rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản nha, tất cả là hàng Nhật
chất lượng Nhật hàng của gia đình Sơn Sàm, không giới thiệu quảng cáo cho ai hết nha cả nhà. Rồi, ok, các anh chị nào ở Việt Nam thì có thể truy cập vào Zalo, các anh chị nào ở nước ngoài có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Viber nha. Sơn Sàm gửi đi tất cả các nước trên thế giới nha quý vị. Rồi, ok, mỗi cái video clip thì Sơn Sàm xin giới thiệu lên đây một vài món, một vài cái mặt hàng cho bà con mình tham khảo nha. Ở trong này nó có rất nhiều. Đó, giới thiệu vài món thôi. Hôm nay có một số cái món hàng mới đó quý vị. Đó, đầu tiên thì xin giới thiệu cho cả nhà mình, đây chính là cái sản phẩm tế bào gốc nha. Đây là tế bào gốc nè. Đó, nó gồm có nhau thay ngựa nè, tinh chất hoa hồng nè, tinh dầu hoa anh thảo nè, rồi tinh dầu hoa sakura và đặc biệt là tinh dầu nụ tầm xuân nha. Một hộp này nó có 90 viên. 90 viên mình uống 30 ngày, mỗi ngày mình uống 3 viên nha quý vị. Tăng cường nội tiết tố nè, điều hòa kinh nguyệt nè. Đó, nó làm cân bằng cái hormone của người phụ nữ nha, đặc biệt dành cho các chị em phụ nữ thôi nha. Da mặt cực kỳ đẹp nè. Đó, không nổi mụn nè. Đó, và tất cả các cái yếu tố về nội tiết tố này nọ, nó cân bằng tất cả mọi thứ nha. Có một cái làn da nó thiệt rất là đẹp luôn, và nó thiệt là nó không có nổi mụn, nó không có này kia. Đó, và nó cải thiện rất là nhiều về cái tinh thần, cái là cái nhan sắc, cái vũ khí của cái tuổi thanh xuân nha quý vị. Rồi một hộp này là 2,6 triệu nha. 2,6 triệu 90 viên. Đó, tế bào gốc nha quý vị. Rồi sản phẩm thứ hai xin gửi đến cả nhà mình cũng là một cái sản phẩm liên quan đến làm đẹp. Đó là gì? Đó là cái quyết thanh 9GF. Đây, cái quyết thanh 9GF đây, cái này là gì? Bà con hiểu không? À, đây, ở trong này nó có 50 viên, xài 50 ngày, mỗi ngày dùng một viên. Cái này nó có cái dạng viên nang á, viên nang á mình xoay ra, mình xay ra mình đổ vào cái lòng bàn tay trước khi đi ngủ ha. Mình rửa mặt sạch sẽ rồi bắt đầu mình thoa đều lên mặt ha. Thoa đều lên mặt mình ngủ tới sáng mình rửa lại bằng sữa rửa mặt. Cái da mặt mình nó cực kỳ đẹp, đó là cái quyết thanh 9GF này đây. Rồi ha, trong này nó có 50 viên, mỗi ngày xài một viên nha. Rồi, 3,1 triệu một hộp 50 viên, cực kỳ hiệu quả, hàng cao cấp nha, Nhật Bản luôn. Rồi tiếp theo là cái gì? Cái glucosamine đây. Glucosamine đây là một cái siêu phẩm dành cho các cô chú anh chị mà đau nhức xương khớp nha. Đau nhức xương khớp 450 viên, cực kỳ hiệu quả. Đó, cái này là 100% từ sụn cá mập nha quý vị. Rồi, 3,3 triệu luôn, glucosamine. Đó, 3,3 triệu chuyên về xương khớp. Rồi, tiếp theo một số sản phẩm làm đẹp dành cho các chị em phụ nữ nữa đây. Đó, thì Sơn Sàm xin giới thiệu cái sản phẩm collagen đây. Cái này là viên uống bổ sung collagen. Đây, collagen BH. Collagen BH là gì? À, quý vị có thể tham khảo nha. Collagen BH là một cái sản phẩm cực kỳ nổi tiếng tại Nhật Bản nha quý vị. Ở đây nó có hai loại, đây là dạng viên và đây là dạng bột. À, collagen là gì? Bây giờ mình sẽ nhắc cho bà con biết collagen là gì. Khi cơ thể chúng ta càng lớn tuổi thì cái collagen trong da mặt chúng ta nó sẽ bị giảm sút và cái da mình nó bị nhăn nheo. Đó, nó bị chảy xệ, da mình không còn đẹp nữa. Thì sản phẩm này nó bổ sung collagen, nó làm cho da mình căng lên trắng hồng rạng rỡ, càng uống càng đẹp nha. Nó trẻ hóa da, da mịn màng như da em bé. Rồi, một hộp này là dạng bột nè, 30 gói, mỗi ngày uống một gói, mình pha với nước ấm, nước trái cây, sữa tươi đồ các kiểu nha. Rồi mình có thể uống được ha. Ngày uống từ 1 đến 2 gói, hộp này uống được gần 1 tháng nha. 900.000 một hộp. 900.000 một hộp, các anh chị là mua một liệu trình 3 hộp á, là em giảm giá còn 850 một hộp thôi ha. Đây là dạng bột, còn đây là dạng viên. Dạng viên cái collagen BH này thì ở trong này nó có 120 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên. Đó là hộp này uống được tới 2 tháng lận. Đó, nhưng mà hiệu quả nó lâu hơn, nó bền hơn. Đó, cái này thì 2,1 triệu. 2,1 triệu nha, free ship luôn. 2,1 triệu một hộp, 120 viên uống được 2 tháng. Đó là hai sản phẩm collagen BH nha. Collagen BH dành cho các anh chị nam nữ BD muốn làm đẹp nha quý vị. Rồi bây giờ là hai sản phẩm liên quan đến sức khỏe cực kỳ hiệu quả. Rồi đó chính là gì? Nano giải độc gan và hoạt huyết dưỡng não Yonosi. À, đây hai cái siêu phẩm này là sức khỏe dành cho các cô chú anh chị lớn tuổi trung niên nha. Rồi, nano giải độc gan là gì? Các anh các chị đó, những người mà hay ăn nhậu nè, đó rượu bia nhiều nè, rồi cái gan mình nó bị những cái bệnh về gan, rồi chức năng gan nó suy giảm nè. Đó, gan mình nó không có thải độc được. Thì đây, cái sản phẩm nano giải độc gan này nó hỗ trợ thải độc và thanh lọc cái gan mình 100% luôn nha. Đó, khi mà sử dụng từ 2 đến 3 hộp này á thì cái gan mình nó sẽ được thải độc tố ra ngoài qua con đường nước tiểu. Dùng cái này thì sáng dậy mình đi tiểu, nước tiểu mình nó rất hôi, nó hôi rình luôn. Đó, nó hôi kinh khủng. Rồi dùng từ 2 đến 3 hộp là chức gan, năng gan mình nó như người khỏe mạnh nha. Quý vị, gan mình nó khỏe lại, nó trong, nó sạch lại nha. Rồi cái này 330 viên em bán 3,5 triệu luôn, 3,5 triệu nano giải độc gan của Nhật Bản nha. Rồi tiếp theo là hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đó, cái này là gì? Cái này là dành cho các cô chú anh chị nào bị thiếu máu não. Thiếu máu não, oxy nó không lên não được là cái gì? Là mọi người hay thấy mình bị hoa mắt nè, chóng mặt nè, tê tai nè, tê chân nè, đó, đau nhức ở phía sau nè, có nghĩa là gì? Máu nó không lên não được. Thì cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi này nó bổ não, nó tăng cường oxy lên não. Đó, rồi nó bổ não, nó làm những cái chứng bệnh như là rối loạn tiền đình nè, mất trí nhớ nè, nó làm mình ngủ sâu hơn nè. Đó, nó giúp an thần cho não nha. Đó, rất là an thần luôn và ngủ rất là ngon. Rồi hoạt huyết dưỡng não Yonosi này thì 3,5 triệu luôn nha. 3,5 triệu một hộp, 300 viên nha quý vị, 300 viên. Rồi, tiếp theo sẽ là sản phẩm gì? Đây, một số sản phẩm dành cho các cô chú anh chị mình nữa.
Đây là cái salon bát, salon bát Nhật Bản nha. Nói tới salon bát Nhật Bản thì mọi người biết rồi ha, cực kỳ hiệu quả luôn. Đó, dán đâu là dính đó nha. Đó, dán đã lắm, một hộp 140 miếng 590 ngàn nha, salon bát. Rồi, dầu nóng nè, dầu nóng xoa bóp Yoko Yoko đi rụng đi rẫy gì thoa vào nó nóng đã lắm, 290 ngàn ha. Rồi, giảm mỡ Onaka. Đây giảm mỡ Onaka một liệu trình 4 hộp như thế này là 2 tháng nha. Đó, nó đánh tan mỡ bụng những vùng mỡ lâu năm, mỡ mà mỡ cứng đó. Mỡ và các anh chị dùng cái này mà kết hợp với lại mình ăn uống kiêng ăn uống nữa ha. Đó, sau 9 giờ tối đừng ăn nữa là nó xuống từ 6 đến 10 kg, giảm an toàn, giảm cân an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe nha. Giảm mỡ Onaka một hộp này thì uống được 15 ngày. À, rồi 4 hộp như thế này thì uống được cả 2 tháng. Em bán một liệu trình 2 tháng 4 hộp này là 2 triệu 6 nha. 2 triệu 6 giảm mỡ Onaka. Rồi, tiếp theo là gì? Tiếp theo là cái linh chi đỏ. Nano linh chi đỏ đây, các cô chú anh chị, những người nào mà gọi là bị suy nhược cơ thể đó, sau một thời gian dài mình bị bệnh á, hoặc là sau mùa dịch rồi ai mà có bị dính bị dương tính á, thì cơ thể mình nó bị những cái biến chứng hoặc là những cái suy nhược rồi đó, thì cái linh chi đỏ nano này nè, đó nó giúp cho cơ thể mình phục hồi nhanh chóng nha. Đó, ăn ngon ngủ sâu nè, ăn được ngủ được nè, đó nó phục hồi và nó hấp thu tối đa cái chất dinh dưỡng cho cơ thể mình nha. Đó, cái này là bổ nha, bổ toàn thân luôn, tăng cường cơ bắp cũng như là tăng cường sinh lý. Rồi, linh chi đỏ này là em bán 3,5 triệu nha, 3,5 triệu hộp 300 viên. Rồi, tiếp theo là gì? Tiếp theo là cái viên uống trị bạc tóc này. Đó, cái này 100% là chiết xuất từ mè đen. Đó, các chị nào mà cái bị tóc bạc sớm, nó có người thì 20, 20 mấy, 30 mấy, 40 mấy, 50 mấy là tóc bạc trắng rồi. Thì đây, nếu mà ai mà đi nhuộm tóc á thì cái đó là chỉ là tức thời thôi, nhưng mà để mà lâu dài và hiệu quả thì mình uống cái này, cái sản phẩm viên uống trị bạc tóc này nó là làm đen tóc từ bên trong nha. Đó, uống cái này uống từ 3 đến 6 tháng là nó sẽ hiệu quả nha quý vị. Đó, một liệu trình này là 3 tháng nè, ngày uống 2 viên, hộp này là 60 viên nè. Đó, một ngày mình uống 2 viên thì cái gói này uống tháng nè. Đó, một liệu trình nó 3 tháng nha, uống kiên trì, uống đều từ từ. Bắt đầu từ tháng thứ 3 là cái chân tóc nó đen từ từ nó đen ra, và nó đen là nó đen rất bền rất lâu luôn ha. Một liệu trình 3 gói 3 tháng này em bán 2,4 triệu nha, 2,4 triệu. Rồi, tiếp theo nữa là cái gì? Đó, tiếp theo nó gì? Suy giảm tĩnh mạch. Đó, các anh chị nào mà chân nó bị giảm tĩnh mạch đó quý vị, suy giảm tĩnh mạch với cọng gân nó sưng lên đó, thì cái này cái kem này mình thoa vào, mình xoa bóp một ngày 3 lần thì cái tĩnh mạch mình nó giãn ra và máu lưu thông cực kỳ hiệu quả nha. Đó, cái này là suy giảm tĩnh mạch của Nhật Bản nha, 750 ngàn một hộp, 750 ngàn nha. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm là đây, cái này là gì? Cái này là cái gì ta? Đông trùng hạ thảo. Đây, đông trùng hạ thảo, các anh chị nào mà bị phế hư thận hư đó, đi tiểu đêm tiểu ngoài tiểu gắt nè, đó, và cái này nó bồi bổ cho cơ thể, tăng cường sinh lý nha. Đó, cái này là đông trùng hạ thảo của Nhật Bản luôn. Rồi, cái này 120 viên em bán 2,850 triệu, cực kỳ hiệu quả của Nhật Bản luôn nha, đông trùng hạ thảo. Rồi, tiếp theo là gì? Dạ dày cô qua. Đó, dạ dày cô qua, ai mà các anh chị là bị bo tử ở nóng ở chua đầy hơi rồi đó. Đó, hoặc là ăn không tiêu được, hơi thở có mùi hôi được các kiểu nha. Rồi, 100% chiết xuất từ lá tía tô nha quý vị. Đó, cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi, cái này em bán 750 luôn, dạ dày cô qua 750. Rồi, tiếp theo nữa là gì? Đây, cái là trị gút nè, premium nè. Đó, và cái này là trị gút nha, các anh chị nào bị gút cũng như là có nguy cơ bị gút nha. Cái này nó giúp cân bằng cái nồng độ urit trong máu cũng như là giảm những cơn đau do gút hành hạ. Đó, mình uống từ 2 đến 3 hộp này thì nó giảm là phải 70-80% nha quý vị. Đó, cực kỳ hiệu quả trong việc trị gút nha, 120 viên em bán 1,950 luôn. Đó, cái viên uống trị gút nè. Rồi, tiếp theo nó là gì? Fukudan phòng ngừa và điều trị ung thư. Đó, các anh chị nào mà gia đình mình có người thân bị ung thư đang trong quá trình xạ trị, quá trị điều trị rồi các kiểu ha, thì cái Fukudan này là gì? Đó, nó giúp là gì? Nó giúp bẻ gãy cái tế bào ung thư, rồi nó giúp là cắt đứt những cái mạch máu để mà nuôi dưỡng cái tế bào ung thư đó, và nó tăng khả năng phục hồi cho cơ thể nha. Đó, cái này là cực kỳ hiệu quả luôn, Fukudan của Nhật Bản, biết rồi ha, phòng ngừa và điều trị ung thư. Rồi, 150 viên em bán 3,5 triệu luôn nha, 3,5 triệu. Rồi, sản phẩm cuối cùng đó, cũng gần cuối chứ chưa cuối đâu ha, còn gần 1-2 sản phẩm nữa. Rồi, cái này là đây, cao cấp nhất trong tất cả các sản phẩm Natto Kinase phòng ngừa tai biến và đột quỵ. Đó, tai biến và đột quỵ nha. Đó, cái này là rất là hiệu quả trong việc phòng ngừa và điều trị tai biến đột quỵ, đã bị đột quỵ cũng như là phòng ngừa nha. 3,850,000, 3,850,000 Natto Kinase. Rồi, cái sản phẩm cuối cùng nữa là đây, cái sản phẩm đau vai gáy, viên uống đau vai gáy AX Plus đó, các anh chị bị đau vai gáy sáng ngủ dậy nó tê, nó cứng cái vai gáy mình, hoặc là khi nào nó cũng bị cái cảm giác nó nhức, nó đau cái vai gáy mình đó, thì cái này 270 viên, viên uống đau vai gáy AX Plus này đó, cái này là 270 viên em bán 1,950 nha. Rồi, ok, còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này đó, các anh chị có thể truy cập vào đây để tham khảo nha. Đó, các anh chị ở nước ngoài thì có thể liên hệ qua Viber nha, các cô chú ở dưới quê thì mình gọi trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm ha, gọi trực tiếp số này gặp Sơn Sàm để mà đặt hàng nha. Ok, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Rồi, cuối chương trình như thường lệ sẽ là một lời chào gửi đến tất cả quý vị. Rồi, ok, xin bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.